Thưa quý vị và các bạn, Nga Việt, hai đất nước có tình hữu nghị tốt đẹp lâu đời. Nước Nga ngày nay và Liên Xô trước đây là cái nôi nuôi dưỡng, đào tạo nhiều thế hệ sinh viên Việt Nam, trong đó có tỉnh Lâm Đồng. Trở về nước, họ làm việc nhiều lĩnh vực khác nhau và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước, địa phương. Thời gian trôi qua, nhưng đất nước lãng mạn luôn để lại hình ảnh đẹp, ký ức đẹp với những người đã từng học tập, nghiên cứu tại nước Nga vĩ đại này. Trong căn nhà nhỏ, nằm ở đường Sơn Nguyệt Ánh, phường 9, thành phố Đà Lạt. Dù tuổi đã cao, nhưng ký ức về nước Nga vẫn vẹn nguyên trong trái tim của đôi vợ chồng này. Năm 1968, ông Phạm Văn Làm và bà Nguyễn Thị Năng được sang Nga học tập tại trường Đại học Năng lượng Moscow. Ngày đó, để đến được nước Nga, ông bà phải đi tàu hỏa mất 10 ngày, qua các nước Trung Quốc, Mông Cổ và Siberia. Năm 1975 về nước, ông Lãm làm việc tại nhà máy nhiệt điện Ninh Bình. Đến năm 1983, ông chuyển công tác về Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, cùng làm việc với bà Năng. Và cũng từ đây, ông và bà nên duyên chồng vợ. Hơn 42 năm đã qua, nhưng hình ảnh nước Nga, con người Nga vẫn luôn đẹp, lãng mạn trong trái tim của ông bà. Có và không, thì khi sang Nga thì cũng được giáo viên Nga rất tận tình chỉ bảo dạy chúng tôi học từ học cho đến về cái nơi ăn ở, nơi học tập thì rất là chu đáo. Học xong và về nước thì chúng tôi cũng đã đem tất cả những cái kiến thức học được để áp dụng trong cái công việc hàng ngày, trong công tác nghiên cứu. Hàng năm, đối với cái ngày kỷ niệm cách mạng tháng 10 Nga thì chúng tôi vẫn tụ tập nhau lại và ôn lại cái truyền thống học tập ở Nga và ôn lại những kỷ niệm. Cũng như ông Lãm, bà Năng, với bà Phạm Phương Dung, nước Nga hay Liên Xô cũ luôn để lại trong bà nhiều kỷ niệm. Đó là năm 1975, bà được cử sang học tập tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân Odessa. Tuổi 18, đặt chân đến một đất nước xa lạ, bà không khỏi bỡ ngỡ. Nhưng với tình cảm thân thiện của người dân và môi trường học tập ở Nga, đã giúp bà vượt qua khó khăn trong những năm tháng học tập. Họ không những chỉ dạy cho mình kiến thức về nền tảng về văn hóa, về gọi là kiến thức về chuyên môn các thứ đâu, mà cả về văn hóa nữa, rồi cả về cái gọi là nhân cách con người nữa. Cô nghĩ là như thế. Những cái đấy của bọn cô ảnh hưởng rất là nhiều. Và cũng đầy tình cảm đối với đất nước Nga, đầy tình cảm đối với Liên Xô. Từ xưa đến giờ vẫn như thế. Cô nghĩ là từ giờ cho đến khi nào cô không còn ở trên đời này nữa thì có lẽ tình cảm đấy nó cũng vẫn như vậy. Năm tháng dần qua, những du học sinh ngày nào đã trở về với cuộc sống đời thường. Nhưng với họ, nước Nga mãi là ký ức. Ký ức về tình cảm và cả tình yêu của hai dân tộc Việt-Nga. Người Nga hay là dân Liên Xô cũ rất yêu quý người Việt Nam. Mỗi lần tôi đi ra ngoài công viên, gặp bất cứ ai, người ta bảo là tôi yêu Việt Nam lắm. Không thể nào quên những tình cảm ưu ái của bất cứ người dân Nga nào, người dân Liên Xô cũ nào đối với dân tộc Việt Nam chúng ta. Khi sang đến Nga đấy, tôi thấy cái tình cảm nó khác hẳn, không phải chỉ của thầy với trò, mà đấy là tình cảm của những người mà người ta cũng đã tham gia chiến tranh trong phát xít Đức, sau đấy quay trở về lại là giáo viên, cho nên họ có những cái tình cảm đặc biệt đối với sinh viên Việt Nam. Đấy là những cái điều mà tôi không bao giờ quên. Phút xúc động tôi muốn òa lên khóc, vì Việt Nam thầy muốn gửi theo trong từng bài học, vì miền Nam Việt Nam nỗi mệt nhọc bỗng trôi qua. Ôi những con người của đất nước bao la, ngọt ngào như cánh đồng Nga, trải dài như cánh rừng Nga, ấm áp mãi trong lòng ta, một bài ca dành cho nhà giáo người Nga. Nhớ về nước Nga, mỗi khi tụ họp, họ lại hát lên những ca khúc Nga như để tri ân về mảnh đất của một thời tuổi trẻ mà chính họ được học tập, được cống hiến. Yeah.
Trevozhudanza, vây son sắc dương cao ngọn cờ.